Sáng ngày 12 tháng 11, Ủy ban dân huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị tập huấn về luật dân quân tự vệ và dự bị động viên năm 2020. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu các chuyên đề về nội dung cơ bản của luật lực lượng dự bị động viên, Nghị định số 03 ngày 3 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Nghị định số 04 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị. Nghị định số 87 ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nghị định số 79 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách, xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, Nghị định 92 ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh. Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện khẳng định, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng của các địa phương sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc khi được điều động. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo khu vực phòng thủ của huyện cùng với lực lượng bộ đội chính quy để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của lực lượng. Đồng chí đề nghị các đồng chí dân quân tự vệ, dự bị động viên sau khi tham gia lớp tập huấn cần tuyên truyền sâu rộng những kiến thức của các bộ luật tới nhân dân tại các địa phương mình cư trú. Các cơ quan đơn vị tổ chức tốt công tác phối hợp để tham mưu với cấp ủy và ủy ban nhân dân để cung cấp về công tác quân sự, quốc phòng đảm bảo hiệu quả, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện Tân Lạc vững chắc.